Nam mô Quán Âm Bồ Tát, Thánh Cô, Tiên Cô, Tổ Cô, Từ Bi Thương Độ. Thanh Hồng chào quý vị. Có bao giờ mà trên đoạn đường đời quý vị gặp một cái trường hợp rằng là đường trần gian, tức nghĩa là những người thân hữu bên cạnh mình người ta bỏ rơi mình, mà đường âm người ta theo, người ta nương, người ta đỡ, người ta độ cho mình chưa? Ví như là một cái cô nàng dâu đó của về nhà chồng, mẹ chồng, anh chị em bên chồng khinh rẻ, coi thường, sỉ nhục, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng mà bên đường âm người ta có không? Không. Của huyền đôi khi người ta thương, người ta theo, người ta độ. Người ta độ cho mình làm ăn từ từ được. Người ta độ cho mình sanh ra con hiếu thuận. Người ta độ cho mình qua cơn sản nạn. Người ta độ cho tuổi già mình được chữ cao gác, được con hiếu đạo, săn sóc. Nhưng chúng ta cũng phải có đức, có trung. Cũng phải có cái tâm tôn kính của huyền ông bà. Dầu cho người trần á, người ta tệ bạc với mình, nhưng đường âm người ta không có. Đường âm người ta thiện, thiện thưởng, ác phạt. Cái người ác á, người ta để cho nhân quả chi phối, định đoạt phước tội. Còn cái người mà thiện á, người ta mới đi theo từ từ. Người ta độ, người ta xây chuyển. Đường đời cao gác, sang dinh, đường đạo biết tu. Đi ra coi thầy nói trời có ma theo sợ. Chứ thật ra có khi là ông bà cũ quyền mình đi theo độ mình á. Vì cái tâm mình thiện, vì tâm mình biết tu. Thanh Đồng từng coi bói cho một cô, gọi là em nhỏ đây chứ không phải cô. Mẹ đẻ ra thì cha không nhìn, bên nội không ai nhìn. Nhưng mà lên cái quẻ số con bé nó hiện lên cái chữ là cũ quyền theo độ cháu từ nhỏ tới lớn. Độ cháu chưa tốt nghiệp ra trường đã có nghề làm. Con bé đó đúng thật, nó nói là nó chưa tốt nghiệp ra trường, nhưng mà xây chuyển sao nó thi đậu vô một cái công ty lớn luôn. Người ta hẹn nó là tốt nghiệp ra trường nộp bằng. Rồi xong cái đợt đó là nó chưa có bằng, rắc rối phải bỏ việc. Tự nhiên gặp Thanh Đồng trên YouTube rồi xem bói. Cái Thanh Đồng mới nói là cũ quyền đang đợi cháu về mua một bó huệ, đốt một cây nhang, quỳ lại trả cái ơn người ta, đỡ mẹ con sản nạn đẻ ra con, nuôi theo độ con từng bước chân đi, không có nuôi con đường trần nhưng mà theo đỡ con trong đường âm vô chân tận, không bỏ con. Đường trần gian người ta gặp con người ta không nhìn, bên nội không nhìn, lạc lẽo, nhưng đường âm theo độ con vô tận. Người ta đang đợi con ngồi trong đợi cháu về quỳ lại người ta, con về đi, người ta đỡ cho con qua cái nạn này, còn con không về là nạn tới. Thanh Đồng từng coi cho cái cô đó, Thanh Đồng nhớ cái quẻ đó ấn tượng vô cùng. Đường trần là cha bỏ rơi, bên nội không nhìn, nhưng mà đường âm là người ta nhìn cháu, người ta đi theo, người ta nương, người ta độ cháu người ta từ nhỏ tới lớn, độ tới chưa có bằng mà ra trường có việc làm xuất sắc. Gốc củ quyền bên ông cha con bé cũng lớn á. Thanh Đồng nói quý vị nghe, đường trần gian á, có nhiều người người ta sống tệ bạc lắm, nhưng mà đừng có như vậy mà giận đường âm. Tết nè, 28 Tết, giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3, cũng gán phải về lại ông bà một cái. Nghe lời Thanh Đồng, đó là một biện pháp hữu hiệu để mình gắn kết cái sự kết nối với tổ tiên. Cái thứ hai nữa là mình có bị ma, bị tà, bị bùa, bị linh ám hại á, ông bà thấy ông bà phủi giúp cho mình trước, hoặc là xui khiến cho mình gặp người thầy tốt, hoặc là bậc quý nhân tiếp đỡ cho mình. Nhớ ơn tiền tổ. Thanh Đồng nói quý vị nghe, tại sao Thanh Đồng biết? Có nhiều người hỏi, ủa sao Thanh Đồng biết? Đường trần bỏ rơi tôi là đường âm cũng bỏ rơi tôi. Tại Thanh Đồng biết chứ. Tại Thanh Đồng làm thầy. Trần gian quý vị gọi, tại Thanh Đồng có khả năng tâm linh cho nên Thanh Đồng biết. Quý vị hỏi, tại sao Thanh Đồng biết? Thì tôi coi quẻ tôi biết, tôi coi cho nhiều người rồi tôi biết. Tôi cảm nhận bằng cái điện năng lượng của tôi biết. Căng vô ẩn huệ, cái ấn tôi soi tôi biết. Nam mô Phật. Còn tôi chan hòa, chia sẻ và lan tỏa, khuyên quý vị tin nghe. Còn không, quý vị có cái quyền được lựa chọn mình sẽ quyết định mình làm cái gì. Hoan hỷ, Nam mô Phật.